Xin chào anh em, Bphone B86 xuất hiện trên kênh WeLab hơi nhiều nhỉ. Vừa trong tuần vừa rồi thì mình đã so sánh nó với rất nhiều những mẫu máy khác trong tầm giá từ 8 tới 9 triệu đồng. Và kết luận một tuần vừa rồi thì mình nghĩ rằng đây sẽ là chiếc máy xứng đáng nhất để anh em bỏ 9 triệu đồng ra mua. Thực ra là có 8 triệu thôi, tại sao lại rẻ như thế thì tìm hiểu trong video hôm nay nhá. Mình nói về like, mình chưa làm đánh giá nhiều bởi vì mình chưa tìm thấy những cái điểm mạnh, điểm nổi quá là nổi bật ở chiếc máy này trong một tuần vừa qua. Mới chỉ có một video trên tay thôi, anh em có thể xem lại. Tuy nhiên, sau một tuần sử dụng thì mình nhận thấy rằng nó không cần phải quá là nâng cấp mạnh mẽ. Chỉ cần có một mức giá hợp lý cũng như là những cái yếu tố khác được hoàn thiện đầy đủ thì chúng ta sẽ có một chiếc máy đáng giá và đáng mua. Đáng mua thì tại sao? Đầu tiên thì mình sẽ đi từ thiết kế. Mi Note 10 Lite có thiết kế mặt trước cũng như là thiết kế tổng thể gần như là y hệt với Mi Note 10. Độ dài về máy, độ ngang máy hay là kể cả kích thước màn hình thì cũng là y hệt với Mi Note 10. Chỉ có cái là cân nặng của nó nhẹ hơn một chút, 204g so với 208g của Mi Note 10 thôi. Bởi vì tất cả là có cái cụm camera này, chúng ta giảm số lượng camera, giảm số lượng ống kính xuống. Màn hình mặt trước của máy vẫn giữ được một cái chất lượng hình ảnh hiển thị đẹp. Mình có đo thì độ sáng tối đa ở trong điều kiện là điều khiển bằng tay là được khoảng 421 nit, tức là rất giống với cả thông số mà hãng quảng cáo là 430 nit. Tất cả những cái thông số khác của Delta E đều rất tốt, hay là kể cả độ sâu màu đen bằng không, thì đây chính là tính chất của màn hình AMOLED rồi. Và nếu để so sánh thì mình đánh giá rằng trong tầm giá khoảng từ trên 8 triệu tới 9 triệu của hàng chính hãng nhé, thì nó sẽ xứng tầm với cả Galaxy A71. Thậm chí là theo ý cá nhân của mình thì mình thấy nó còn đẹp hơn nữa. Và ở nếu anh em quan tâm tới chiếc máy này, tất nhiên hãy click vào link ở dưới phần mô tả video. Bởi vì bây giờ thì sẽ có chương trình là chỉ 7.990.000, dưới 8 triệu các bạn đã có thể mua phiên bản là 6GB, 64GB của Mi Note 10 Lite tại Cellphone S rồi. Và mình sẽ để đường link mua hàng ở dưới phần mô tả video. Anh em click vào link ở dưới đó để có mức giá tốt nhất ở thời điểm anh em xem video nhé. Về thiết kế thì tổng kết lại, mình thấy rằng đây là một chiếc máy nó không quá là nổi bật nhưng mà nó hoàn thiện tốt. Có cái độ sang trọng trên tay, hai mặt kính Gorilla Glass 5 thừa hưởng rất nhiều những cái yếu tố tinh tế cũng như là sang trọng từ Mi Note 10, một cái sản phẩm đắt hơn tương đối nhiều. Cái thứ hai là về mặt camera, đây là yếu tố hạ cấp nhiều nhất từ Mi Note 10. Nếu anh em còn nhớ thì Mi Note 10 là chiếc máy mà mình cực kỳ vui khi trên tay khi nó có cảm biến chính 108 megapixels, có cụm 5 camera được quảng cáo rất nhiều. Tuy nhiên cái quá trình mình sử dụng Mi Note 10 hay Mi Note 10 Pro không quá thực sự là thú vị, bởi vì cái camera cảm biến chính 108 megapixels khi bật lên ở độ phân giải cao như vậy, máy xử lý không nhanh, chụp ảnh mất từ 4, 5, thậm chí là 6 giây mà chúng ta mới có thể chụp ảnh được. Rồi giải nhạy sáng, rồi độ chi tiết các thứ không quá cao, đặc biệt là cảm biến lớn cho nên là phần viền của ảnh hay bị méo. Thì tất cả những yếu tố này đều đã được fix, và fix rất đơn giản, đấy là hạ cấp cái camera xuống, chỉ còn 64 megapixels. Mình đánh giá rằng cho cái trải nghiệm sử dụng rất ổn trong tầm giá. Độ phản hồi nhanh, khi mình để ở chế độ 64 megapixels, máy cũng chụp chỉ mất khoảng từ 1 cho tới 2 giây thôi. Và chất lượng hiển thị cho ra là hoàn toàn tốt. Ở giải nhạy sáng các thứ thì mình đánh giá đều rất cao, không còn quá nhiều hiện tượng méo hình ở góc và giải chi tiết tốt. Trong điều kiện hơi thiếu sáng một chút thì rất nhanh chóng là hình ảnh sẽ bị mờ đi rõ rệt, và đây là một yếu tố mình đánh giá không cao. Tuy nhiên chúng ta cũng có chế độ chụp đêm, và mình sẽ để ở đây một số bức ảnh chụp so sánh với cả A71 hay B86 chẳng hạn. Thì đây anh em lưu ý là mình chỉ để anh em gọi là có bản so sánh nhá, còn mình không hẳn là so sánh trực tiếp chi tiết gì cả. Cái thứ hai là ở chế độ quay video, mình có thử quay 4K 30fps trên Mi Note 10 Lite thì mình nhận ra rằng cái khả năng chống rung của camera trên Mi Note 10 Lite thực sự ổn, rất ổn. Mình là một người dùng iPhone thì mình sẽ để đây một chiếc iPhone XR. Một lần nữa cũng không phải so sánh, nhưng mà anh em có thể nhìn qua cái khả năng chống rung ở trên hai video này và tự nhận xét xem rằng là ở mức giá chỉ là 8 triệu đồng thì Mi Note 10 Lite chúng ta cho một cái trải nghiệm sử dụng camera quay phim 4K 30fps, mình thì mình thấy ngay rằng khả năng chống rung khi quay video của nó tốt. Và cái điểm mạnh thứ ba mà mình thấy rằng ở Mi Note 10 Lite khiến cho nó trở nên đáng giá đó chính là viên pin cũng như là công nghệ sạc. Viên pin của máy thừa hưởng chính xác từ Mi Note 10 đó là 5260 mAh. Anh em có thể thấy ở đây mình đang để là 43% pin và sau là một ngày sử dụng hoàn toàn. Tức là nếu các bạn sử dụng giống như kiểu mình, chỉ sử dụng cơ bản Instagram, Facebook, màn hình độ sáng thì tương đối là cao, chụp ảnh quay phim rất nhiều nhưng mà đồng thời thì lại không chơi game, gọi là sử dụng hỗn hợp ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 2 ngày đầy đủ. Mình sẽ để một cái bảng thông số ở đây tiếp tục là so sánh Mi Note 10 Lite, Galaxy A71 cũng như là Bphone B86. Nếu mà với một bài test vui vui là kiểu video call ở 100% độ sáng màn hình thì nó sẽ trụ được bao nhiêu phần trăm pin, được bao nhiêu lâu, đúng không? Bởi vì thời điểm mùa dịch hay là giãn cách như thế này thì chúng ta video call học nhóm rất nhiều. Công nghệ sạc của máy thì là 30W, cũng là thừa hưởng từ một người Anh. Và mình có thử sạc thì được khoảng 53-54% sau khoảng 30 phút. Và mình thì không hay cắm sạc đầy cái máy này, mình chỉ cắm sạc một lúc thôi.
khoảng trên 50% thì mình rút ra mình dùng. Và như mình đã nói, 50% là đủ dùng một ngày rồi, cho nên là mình cũng không cần phải chờ quá là lâu cho viên pin này đầy lên. Máy vẫn có những cái yếu tố khác rất là Xiaomi và mình đánh giá rằng đây là những cái điểm cộng nho nhỏ. Có thể là nhiều bạn reviewer không nhắc đến, nhưng mà mình là một người dùng Xiaomi từ rất lâu và mình thấy rằng có những yếu tố rất là tiện như là cổng hồng ngoại này chẳng hạn. Mình nhớ từ ngày xưa mình dùng những con Mi 4C, ui, chỉ cần một cái điện thoại thôi, không cần điều khiển gì hết, quạt, điều hòa, tivi các thứ, ổn cả. Thì đây, với Mi Note 10 Lite, trải nghiệm sử dụng của mình cũng là như vậy. Hay là cổng jack 3.5, không phải chiếc máy nào ở tầm giá 8-9 triệu cũng sẽ có cái cổng jack 3.5 để các bạn cắm tai nghe vào nếu cần. Ngoài ra, tất cả những yếu tố khác của máy được hoàn thiện cao, màn hình cong thì mình không nhắc đến bởi vì mình không thích cái yếu tố này lắm. Tuy nhiên khi cầm trên tay rất là sang tay. Và tổng kết lại thì mình muốn nói rằng đây là một chiếc máy đúng như tên của nó, Mi Note 10 Lite, là phiên bản hạ cấp xuống của Mi Note 10. Tuy nhiên chúng ta cũng đồng thời sẽ có mức giá rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn. Và thực ra là rất nhiều anh em có một ý kiến với Xiaomi, nếu dưới 10 triệu thì chúng ta có thể mua được, chứ trên 10 triệu chúng ta thả mua iPhone, Samsung hay là các thương hiệu cao cấp khác, đúng không? Thì đây, chúng ta đã có một chiếc máy Xiaomi chỉ từ 8 cho tới 9 triệu. Và tất cả những yếu tố hạ cấp của nó mình đánh giá rằng không hề ảnh hưởng tới quá trình sử dụng của mình. Do đó thì mình nghĩ rằng đây là một chiếc máy ngon đấy. Rồi, anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Đừng quên để lại comment ở bên dưới. Đừng quên là cái phiên bản 6GB và 64GB bộ nhớ trong của nó đang bán với mức giá là 8 triệu đồng tại Cellphone.net. Link sẽ ở dưới phần mô tả video cho anh em quan tâm. Click vào đấy nhá. Anh em còn muốn mình test cái gì về cái máy này không? Thực ra thì hiệu năng các thứ của nó rất là bình thường, chỉ là 730G thôi. Thì nó cũng không có gì khiến mình thích thú cả. Chỉ yếu tố thích thú nhất là cái camera này, hạ cấp, nhưng mà trong quá trình sử dụng nó lại có thể là ngon hơn cả bản Pro. Đấy, rồi, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.